Nho lùn Pháp có tên khoa học là Vitis vinifera. Khác với giống nho truyền thống bạn hay thấy, cây nho lùn này cho quả rất sớm. Các giống nho truyền thống phải mất 3 đến 4 năm mới có quả. Tuy nhiên, nho lùn Pháp chỉ mất 6 đến 8 tháng đã ra quả sai kiểu kịt. Giống nho mới này rất ít sâu bệnh, leo giàn nhanh và có thể trồng chậu làm cảnh nên đang được rất nhiều người săn tìm vì đảm bảo được 3 yếu tố: đẹp, độc và lạ. Cũng giống như các loài giống nho khác, nho lùn Pháp cũng có 3 loại: nho xanh, nho đỏ và nho tím. Một đặc điểm thú vị của loại nho này là chúng siêu lùn, có thể trồng chậu uốn dáng bonsai làm cảnh. Đặc biệt dù cây chỉ cao 30-40cm nhưng vẫn cho trái sai. Loại nho này ưa khô và nóng nên rất hợp trồng ở Việt Nam. Bạn có thể trồng trong các thùng xốp, rễ ăn nông nên các bạn hoàn toàn có thể trồng trên mái nhà mà không lo rễ cây ăn vào tường. Loại nho Pháp trồng giàn chỉ 1 năm là có thể thu hoạch những chùm nho chín sum suê, leo giàn phủ rộng hơn 30m² và thu hoạch tới 200kg. Các loại giống nho khác trồng kinh tế chỉ khai thác được 10 năm. Nhưng giống nho lùn lại có tuổi thọ rất cao, khoảng 40 đến 50 năm tùy vào cách chăm sóc. Đây cũng là một trong những giống nho siêu năng suất. Trung bình loại nho này cho thu hoạch khoảng 40 đến 50 tấn trên 1 hecta. Nếu được chăm sóc đúng kỹ thuật và thời tiết thuận lợi, có thể đạt tới 80 tấn trên 1 hecta. Hiện nay, hạt giống nho Pháp có mặt ở Việt Nam khá ít. Hãy liên hệ với Lucky Garden để sở hữu ngay bộ hạt giống nho lùn siêu sớm, siêu lùn siêu năng suất. Trồng cảnh hay làm kinh tế đều đạt hiệu quả.